Thầy chào cả nhà nha. Chặng này mình mới bắt về cả nhà. Ngày bắt giờ cá tấn chăn mình nha cả nhà. Dịch theo nha. Quay dịch xe luôn được không? Rồi được. Đi đưa lấy này đi cho con. Ê quên cái kìa. Chừng mà mới về nha cả nhà ơi. Nay đến hẹn lên nữa đó. Để vô ha. Đây mình sáng mà bắt về mình không có quay cái nha. Mình cuộn lỏng ra cho nó thoải mái nha cả nhà. Chân này con 5-6 kg hả? Con mua chân lớn chân nhỏ gì cũng mua hết trơn cả nhà. Có ai nhu cầu mua bán gì thì liên hệ giùm mình. Đây mình thu mua các loại chân luôn nha cả nhà. Thu mua bán luôn. Ai có ai nhu cầu thì nuôi bán luôn. Ngày thu mua và cung cấp chăn cho cả nhà luôn nha. Lớn nhỏ. Chất lội luôn. Nên về cá tấn hàng cả nhà. Cháu hôm nay nó bắt về cá tấn hàng nha cả nhà. Bỏ vô chuồng đó, trong đó đó rồi quay trong chuồng vô đó luôn. Đây mình đi vòng vòng này mình coi nha. Cả nhà. Rồi, hàng hồi sáng bắt về cả nhà.
có đèn ở cả nhà, quay hơi tối một tí. Tối quá nhà không có bắt đèn thế hả? Hàng mới bắt không đi cả nhà. Ở đây mình có khu mua chăn và cung cấp chăn giống cho cả nhà nha.